có 125 mẫu xe mô phỏng Aston Martin DB5 màu mè sẽ được sản xuất và giống như chiếc xe biểu tượng trên màn hình. Mỗi chiếc sẽ được trang bị một loạt các tiện ích ẩn. Little Car Company LLC đã hợp tác với các nhà sản xuất của Northam Todai để tạo ra phiên bản đặc biệt của Aston Martin DB5 Junior, nhằm bày tỏ lòng kính trọng đối với biểu tượng màn bạc kích thước đầy đủ do James Bond điều khiển trong suốt loạt phim. Bản sao phiên bản đặc biệt này nhanh hơn một chút so với DB5 Junior tiêu chuẩn của công ty và nó có phạm vi hoạt động dài hơn 80 dặm cùng với một loạt các tiện ích. Giống như chiếc xe trong các bộ phim Bond, sẽ chỉ có 125 chiếc được chế tạo, mỗi chiếc có giá 90.000 bảng Anh cộng với thuế. Các chủ sở hữu Aston Martin DB5 Junior hiện tại cũng sẽ có cơ hội nâng cấp xe của họ lên đặc điểm kỹ thuật James Bond mới trước tiên. Với các vị trí chế tạo còn lại được phân bổ trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Thân xe của DB5 Junior là một bản sao trung thực của chiếc xe cỡ lớn. Vì Little Car Company đã quét một chiếc DB5 nguyên bản để có được kiểu dáng hoàn hảo. Giống như chiếc xe của Bond, bản sao thu nhỏ được hoàn thiện bằng sơn silver bớt và có bộ la răng dây thu nhỏ lại. Tuy nhiên, không giống như chiếc xe trong phim, bản sao của LLC là một chiếc xe nuôi trần chứ không phải là một chiếc coupe, nhưng điều đó chỉ để cho phép các bậc cha mẹ ngồi cùng con cái của họ. Ngoài ra còn có một loạt chứng phục sinh, giải rác xung quanh thân và khung của đồ chơi để chủ sở hữu tìm thấy. Trong hầu hết các khía cạnh khác nó giống với chiếc xe của Bond. Vì vậy, có một bộ súng Gatling có thể triển khai ẩn sau đèn pha, hệ thống màn khói thoát ra qua ống xả phía sau giả và một phiên bản kỹ thuật số của biển số xoay nổi tiếng của Bond. Tất cả các tiện ích được vận hành từ một bảng điều khiển ở cửa hành khách. Bên trong có vô lăng có viền bằng gỗ có thể tháo lắp nhanh và một bộ đồng hồ đo Smith đúng thời kỳ, được nối với hệ thống truyền động điện của xe đồ chơi. Tuy nhiên, đồng hồ đo nhiên liệu đã được điều chỉnh để đọc mức sạc pin của ô tô. Hệ thống truyền động điện của đồ chơi bao gồm một bộ pin 7,2 kWh và một động cơ điện 21,5 bsp có đủ sức mạnh để đẩy chiếc EV Dinky vượt qua 45 dặm/giờ. Phạm vi 80 dặm cao gấp đôi những gì bạn nhận được trong DB5 Junior tiêu chuẩn, trong khi tốc độ tối đa đã tăng thêm 15 dặm/giờ. Một số tên tuổi lớn trong thế giới ô tô cũng đến để giúp cải thiện khung gầm của đồ chơi, với Binstyle cung cấp một bộ giảm chấn và lò xo cuộn mới. Và Brembo cung cấp một số phanh đĩa và kẹp phanh nâng cấp.